Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giá Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giá Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, ghi nhận giá heo hơi trong ngày hôm nay, hầu như các địa phương có xu hướng đi ngang, với mức giá phổ biến dao động từ 66 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá cao và ổn định kể từ tháng 5 vừa qua, bởi trong tháng 5 2024 ghi nhận giá heo hơi có xu hướng tăng từ 3 cho đến 10% tùy từng tỉnh so với tháng trước. Ghi nhận trong tháng vừa qua, giá heo hơi phổ biến dao động từ 67 cho đến 71.000 đồng trên 1 kg, tăng từ 3 cho đến 8.000 đồng so với tháng trước. Với mức giá hiện tại, giá heo hơi đã tăng 36% so với hồi đầu năm. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ tháng 8 năm 2022 cho đến nay. Và câu hỏi đặt ra, đà tăng giá heo hơi này có là ngược lại với xu hướng của thị trường mọi năm hay không? Và liệu trong tháng 6 năm 2024, giá heo hơi có tiếp tục tăng và bứt phá tạo đỉnh mới? Điều này được ông Nguyễn Văn Trọng, nguyên Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin cho hay. Thông thường, mùa hè là giai đoạn thấp điểm của tiêu thụ heo hơi, do đó giá heo hơi trong giai đoạn này có xu hướng đi xuống, sau đó sẽ bật tăng vào những tháng cuối năm và sắp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên năm nay lại khác, từ đầu năm giá heo hơi tiếp tục tăng qua các tháng và tiến mốc lên mức 70.000 đồng trên 1 kg. Nguyên nhân giá heo hơi tăng được ông Trọng lý giải là do nguồn cung thiếu hụt bởi dịch tả lợn châu Phi, nhiều hộ chăn nuôi đã bán chạy dịch từ trước đó. Và mặt khác, giá heo hơi giữ ở mức thấp trong một thời gian dài khiến không chỉ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà ngay cả các trang trại lớn cũng không dám tái đàn. Điều này được ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai thông tin. Riêng tỉnh Đồng Nai, đàn heo ở địa phương này đã giảm 30% so với cùng kỳ. Dịch bệnh kèm theo người chăn nuôi bỏ chuồng do năm ngoái thua lỗ đã ảnh hưởng đến năng suất tổng đàn heo trên địa bàn tỉnh và gây ra tình trạng thiếu hụt cục bộ. Và tình trạng mất cân đối cung cầu này được dự báo sẽ còn tiếp tục diễn ra trong vài tháng tới, bởi dịch tả lợn châu Phi đã tàn phá đàn heo nái và phải mất khoảng 1,5 năm mới có thể phục hồi được. Ghi nhận trong ngày hôm nay, đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc vẫn giữ mức ổn định. Một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có đàn heo lớn như khu vực Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng hay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mức giá bình quân trong ngày hôm nay là 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Cũng có những địa phương bán được mức giá cao hơn nhưng chủ yếu bán nhỏ lẻ và những đàn heo đẹp. Các địa phương ở khu vực Trung Du và miền núi trong ngày hôm nay như khu vực Thái Nguyên, Phú Thọ hay khu vực Tuyên Quang cũng có mức giá từ 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Nhiều địa phương ở khu vực vùng cao có mức giá từ 66 cho đến 69.000 đồng như khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng hay khu vực Lào Cai và Yên Bái. Các địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay đi ngang như khu vực Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Giá heo hơi có xu hướng tăng trong thời gian vừa qua đã kéo theo giá thịt mốc hàm cũng có xu hướng tăng. Theo các tiểu thương, tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá thịt heo mốc hàm dao động từ 90 cho đến 93.000 đồng trên 1 kg. Và tại các chợ truyền thống đã tăng từ 10 cho đến 20.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Giá heo hơi tăng, người chăn nuôi cắt lỗ và đã bắt đầu có lãi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp nhận định, người chăn nuôi vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn khi chưa chủ động được nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, cũng như là đầu ra chưa ổn định. Chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ hiện nay vẫn chiếm tỷ lệ cao, chưa đảm bảo an toàn sinh học. Các công tác dự báo về thị trường, cung cầu và đánh giá cũng như phân tích lĩnh vực chăn nuôi còn chưa được cập nhật. Do đó, nhiều nơi người chăn nuôi vẫn đang bán với mức giá thấp. Còn theo ghi nhận trong ngày hôm nay, các tỉnh ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đi ngang với mức giá dao động từ 64 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mức giá bình quân từ 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế không có sự biến động với mức giá trên dưới 65 cho đến 66.000 đồng. Các địa phương ở khu vực Nam Trung Bộ như Quảng Nam, Quảng Ngãi hay khu vực Bình Định và Phú Yên
cũng có mức bình quân 66 cho đến 67.000 đồng. Tây Nguyên đi ngang trong ngày hôm nay, Đắk Lắk và Lâm Đồng là hai địa phương có mức giá nhỉnh hơn cả. Các địa phương này bán chọn trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mức bình quân trong ngày hôm nay chỉ ở 66.000 đồng, trong khi đó khu vực Gia Lai, Kon Tum hay là đối với tỉnh Đắk Nông có mức bình quân 65.000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Nam không có sự thay đổi trong ngày hôm nay. Một số địa phương ở khu miền Đông Nam Bộ có mức giá cao là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu hay là thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, các địa phương tiệm cận 70.000 đồng ở thị trường miền Tây như khu Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An trong ngày hôm nay các địa phương này báo giá 68.000 đồng. Heo đẹp thì bán được mức giá nhỉnh hơn, tùy thuộc vào từng địa phương 69, thậm chí có nơi đạt mức giá 70 nhưng chủ yếu là bán chọn. Và chi tiết hơn theo ghi nhận, giá trong ngày hôm nay được cập nhật ở 63 tỉnh thành trên phạm vi cả nước như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay. Thủ đô Hà Nội, các huyện ngoại thành có mức giá dao động 68.000 đồng trên 1 kg, như khu vực Ứng Hòa, Đan Phượng hay Ba Vì. Hải Dương phối mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Ninh Giang trong ngày hôm nay những đàn heo đẹp báo giá 69.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Thanh Miện, Cẩm Giàng 68.000 đồng. Hải Phòng có mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Hưng Yên trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Ở khu Khoái Châu của Hưng Yên heo đẹp trong ngày hôm nay chỉ bán được mức giá 69.000 đồng. Mỹ Hào 68.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Vĩnh Phúc 67 cho đến 69.000 đồng. Sông Lô hay khu vực Lập Thạch có mức giá bình quân 68.000 đồng. Bắc Ninh 68.000 đồng trên 1 kg. Ghi nhận ở hai huyện đó là Yên Phong và Lương Tài, các hộ chăn nuôi đang báo giá này. Khu vực Nam Định trong ngày hôm nay 67 cho đến 68.000 đồng. Những đàn heo hẹp ở Hải Hậu trong ngày hôm nay bán 68.000 đồng. Ninh Bình, khu vực Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh hàng ngày như khu vực quanh thành phố Tam Điệp của Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng có mức giá 68.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam 65 cho đến 67.000 đồng, trong khi đó Thái Bình ở mức 68 cho đến 69.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương ở khu vực Tây Bắc như Lai Châu, Sơn La hay khu vực Điện Biên từ 65 cho đến 69.000 đồng. Hòa Bình phối mức giá 67.000 đồng trên 1 kg như khu vực Tân Lạc, Lạc Thủy của Hòa Bình. Các địa phương ở khu vực miền Trung, Thanh Hóa có mức giá dao động từ 66 cho đến 68.000 đồng. Khu vực Bá Thước hay là khu vực Quan Sơn, Quan Hóa đang có mức giá này. Tuy nhiên, một số huyện ở khu vực miền xuôi như khu vực Tĩnh Gia hay Quảng Sương có mức giá dao động 65.000 đồng trên 1 kg. Triệu Sơn, các hộ chăn nuôi cũng báo giá 65 cho đến 66.000 đồng. Nghệ An phối mức giá 65 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Hà Tĩnh bình quân 66.000 đồng. Quảng Bình 65 cho đến 67.000 đồng. Khu Quảng Trị trong ngày hôm nay có mức giá 65 cho đến 66.000 đồng. Quanh khu Đông Hà trong ngày hôm nay những đàn heo đẹp các hộ chăn nuôi báo giá 66.000 đồng. Quanh thành phố Huế trong ngày hôm nay các hộ chăn nuôi báo giá 66.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi 65 cho đến 67.000 đồng. Khu Bình Định 66 cho đến 67.000 đồng trên 1 kg. Phú Yên 66.000 đồng. Khánh Hòa dao động mức giá 65 cho đến 67.000 đồng. Ninh Thuận 66.000 đồng trên 1 kg. Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng đạt mức bình quân từ 66 cho đến 67.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương ở khu vực Tây Nguyên như Lâm Đồng có mức giá dao động từ 66 cho đến 69.000 đồng. Đắk Lắk 67.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai 66.000 đồng. Khu Kon Tum trong ngày hôm nay có mức giá từ 65 cho đến 68.000 đồng. Đắk Nông phối mức giá 67.000 đồng trên 1 kg. Thị trường phía Nam, đặc biệt là khu vực miền Đông Nam Bộ như Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh báo giá dao động 68 cho đến 69.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu quanh khu vực Đất Đỏ có mức giá dao động 69.000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh 68 cho đến 69.000 đồng. Bình Phước trong ngày hôm nay dao động mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, Bình Dương cũng có mức giá tương tự 67 cho đến 68.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ như Bến Tre 68.000 đồng trên 1 kg, khu vực Mỏ Cày Nam trong ngày hôm nay báo giá này. Tiền Giang 68 cho đến 69.000 đồng,
Cục Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá cao là 68 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Trà Vinh đạt mức giá 68 cho đến 69.000 đồng. Bạc Liêu phối mức giá 67 cho đến 68.000 đồng trên 1 kg. Cà Mau và Kiên Giang, hai địa phương này giữ mức ổn định 69.000 đồng. Hậu Giang 68.000 đồng trên 1 kg. Cần Thơ trong ngày hôm nay có mức giá cao là 69 cho đến 70.000 đồng. Vĩnh Long cũng có mức giá tương tự 69 cho đến 70.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó An Giang có mức giá 67 cho đến 69.000 đồng. Quanh khu vực An Phú của An Giang trong ngày hôm nay, hộ chăn nuôi báo giá những đàn heo đẹp bán mức giá bình quân là 68 cho đến 69.000 đồng. Trong khi đó hai địa phương là Đồng Tháp và Long An dao động 68 cho đến 70.000 đồng trong ngày hôm nay. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá heo hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.